Hey yo, xin chào những anh em đến với kênh của mình nha. Thầy Lâm đây, tụi mình xin đây. Khang ơi, thầy Khang chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ và tràn sức khỏe bên gia đình và người thân nha. Ok, quay lại tiếp tục cái hành trình xe ghi leo tấp súng M1887 của thầy Khang. Khi bỏ 1 tháng rưỡi rồi, thầy Khang vẫn leo lên được top 19k mau anh em à. Lên được 19.000 điểm lần. Đây, mình bỏ 1 tháng rưỡi lần anh em à. Cho nên leo được như vậy là quá là cực nhọc rồi anh em ơi. Đấy, nói chung là mùa sau thầy Khang sẽ leo lại. Còn có 6 ngày nữa thôi là reset mùa, reset ganh và reset điểm thông đạo súng rồi. Ok, hôm nay thì Khang sẽ leo 3 skin súng đều tăng 2 tốc độ bắn nha anh em. Đấy, hỏa nổ tăng 2 tốc độ bắn và 1 sát thương giảm tốc độ di chuyển anh em à. Ấy lục bảo tăng 2 tốc độ bắn và 1 tốc độ hai đạn và giảm tốc độ di chuyển luôn. Và khẩu cuối cùng là khẩu thế giới ngầm tăng 2 tốc độ bắn và tốc độ hai đạn và giảm độ chính xác nha anh em. Đó, nói chung là ba khẩu này có một đặc điểm chung với nhau, đều tăng tốc độ bắn và khẩu tăng tốc độ thay đạn và khẩu tăng sát thương đấy anh em. Ok, hôm nay thì Khang cái Naga cái hành động của con Orion anh em. Đây, cái hiệu ứng hành động mới anh em à. Đấy, cái hiệu ứng nó hình thành màu vàng anh em à, nhìn nó chói chói thật sự anh em. Ok, hiệu ứng cũ là màu đỏ. Đấy, mình sẽ chơi cái hiệu ứng mới xem như thế nào nha anh em ơi. Và hiện tại Naga cái sự kiện Boya thì bây giờ vô game cho anh em xem cái sự kiện nó như thế nào và Tê Khang leo tấp súng 3 skin súng tăng tốc độ bắn. Bắn đẳng cấp như thế nào nha. Ôi trời ơi, tiếp tục quay lại những trận duo squad siêu kinh điển của top liên gì đây. Khang anh em ơi. Trời ơi cái gì đây? Thằng kia nó cầm cái dù cánh chim này đây, vậy nhìn con chim con gọc con phượng thấy ghê quá đó mà. Trời ơi, cái map này khó bắn lắm. Ui rồi, 1-0-4 nữa chứ. Ui cái map này bao 0-4, một chip sao không có chip sao bắn anh em. Trời ơi, ok để mình lên trên sau lưng có thằng anh em ơi. Vậy đây có thằng. Thằng này cầm 187 mà tại vì mình nghe nó bắn nhau. Thằng này cầm 187 nào. Úi trời bắn hụt anh em ơi. Ui trời không kiếm tâm được. Trời ơi, từ không bội anh em ơi, À ơi, nó chạy ra nè. Mày hả mày? Ôi trời ơi, khó bắn quá. Ok chạy xuống. À mày chạy đâu rồi? Nó chạy ra ngoài anh em ơi. Rồi. Kiểu này là nạp 187 cho đi Khang rồi. Tét cái đầu. Úi trời, chạy đi đâu? Lắc đi đâu anh em à. Ok, đầu video. Anh em nhớ cho đi Khang một like và đừng quên cho đi Khang một đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mà khi đi Khang sớm nhất thì đi Khang ra video anh em ơi. Ok, 187 đầu tiên thì Khang sẽ chơi là khẩu M87 hỏa nổ anh em. Đấy, cho anh em xem 3 skin tăng tốc bắn, skin nào đấy là skin mạnh nhất và skin nào là ngon nhất anh em à. Đấy, ok. Đấy, chơi 3 skin ơi, công nhận 3 skin 3 tốc bắn, 2 đều tăng tốc bắn hết trơn, bắn quá ok anh em nhờ. Đấy, tự nhiên có 3 skin đều tăng tốc bắn hết, quá tuyệt vời này thôi, làm cho anh em xem quá phê luôn. Ok, xét cái đầu anh em à, hình như là AFK chắc đang bắn bị mẹ giật điện thoại nhưng mà đang chơi bị giật điện thoại thế này thôi chứ AFK luôn anh em ơi. Ấy còn đúng một bạn đó thôi. Trời ơi là trời, anh em đang trông chờ vào bạn để bạn đi cứu và bạn chết thế này thôi AFK chứ. Ui không ổn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển vô khu vui chơi thôi anh em ơi. Đấy, nói chung là phải là cái vào vòng tuần hoàn anh em mà. Ấy chạm thí nghiệm rồi chạy qua khu vui chơi nên mà chỉ có như thế thôi. Ok, chứ một cái này đâu. Mày ơi. Ui rồi ôi hét cái cho. Ôi trời, sao mà K3 chip luôn anh em à. Anh em thấy cái góc trái màn hình ở bên chỗ giáp mình không? Đấy, nó hiện cái sự kiện anh em à. Cái hình đó nó với cái điểm mới 2007 điểm anh em. Ui ra Nam mới ra cái sự kiện. Ui anh em thấy Orion mới không anh em? Ui trời ơi, nhìn nó chói quá anh em ơi. Nhìn nó chói ra quá. Ui trời ơi, kiểu này đâu địch nhìn địch lé mắt luôn anh em à. Ấy địch nhìn Orion của Tê Khang là địch theo hú hồn hú bía liền. Ui rồi ơi, sướng tay quá. 187 hỏa nộ lâu rồi không bắn, quá đã luôn anh em ơi. Tăng 2 tốc bắn và 1 sát thương giảm tốc độ di chuyển các bạn. Mẹ cha. Ui mình không đem đi guitar mà còn mình không đem cái ly mà còn giảm tốc độ di chuyển nữa. Này thì thôi xin hộ một cái. Ok anh em ơi. Còn một thằng ở trên cao anh em à. Trên cao bị quảng cáo ấy. Để mình mua đồ thêm anh em ơi. Đó, còn thằng trên cao bị quảng cáo. Ê ok kệ đi anh em ơi. Bây giờ mình lên trên nha. Ê nó bắn mình không kìa. Ê cha đây trên đây. Lú ra đây. Trời. Ui không biết trận nào cũng như trận nấy mà lúc nào cũng có thằng leo bị quảng cáo này thôi chứ khó chịu cực kỳ luôn. Ok, có một thằng chạy xe tới rồi. Anh complete. Anh em xem mình xử lý. Đó, anh em thấy cái gương miệng trên đầu mình không? Là mình điểm cao nhất trên map anh em à, cho nên mình có cái gương miệng anh em ơi. Ui trời ơi, ngáo đá nè, chạy ra chết. Ok, mình nghe tiếng chân anh em ơi. Có một thằng ở trên cầu thang. Ý chứ một cái đỉnh đó. Ui đây rồi, bấm bể đầu đúng không? Cái đây. Ui trên đầu cái đỉnh đó. Ok, để mình giữ. Ê không được rồi. Mình chạy là mình giết cái thằng gần nhất anh em à, tay trên cầu thang nè. Ok, đấy, lách à. Ok, lách được rồi đó, nó bắn mình kìa đó, bị lừa anh em ơi. Bị lừa Orion lên bắn. Ui trời, thằng này cũng có gương miệng nè. Gương miệng rồi mày. Solo với Tê Khang nè, ghét thằng nào. Giảm cướp gương miệng của Tê Khang nè. Ok anh em ơi, giỡn hoài. Gương miệng solo với gương miệng nhưng mà bạn ơi, bạn chơi không lại mình rồi. Ui trời. Ui trời ơi, chạy đâu. Ui trời, trên đây lên luôn, lên thẳng luôn anh em à. Bắn thẳng luôn. Ui, đạn từ game vô đầu. Tê Khang không biết gì hết anh em ơi. Trời ơi.
nói tới bắn những khẩu mà tăng tốc bắn cực ga đạn cực kỳ nhanh, cực kỳ sướng anh em à. Ôi ơi, đi ơi, đi đây ok ấy, bắn đây anh em ơi, hai viên ok chết luôn anh em ơi, khỏi ogon mà mình nhìn là mình biết chết rồi ấy. Ui bây giờ anh em bắn chết cái nó có hiệu ứng đồng tiền anh em à, dân tiền. Ôi sai tét đâu này thì dám hổ báo của tao mày. Trời ơi, thanh niên này ngồi trên nóc bắn xuống nãy giờ đã thật sự anh em ơi, đã cái tay nhưng mà đâu có để ý được. Đây Khang vẫn còn nhớ bạn ơi, chứ đây Khang không quên bạn đâu. Trời ơi, bạn quá chủ quan rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mua xuôi xăng, mình lấy chiếc xe mình di chuyển anh em ơi. Hình như trên bên phải mình thấy có chiếc xe mô tô chắc ở trên cao hay sao á. Mình thấy cái hình chiếc xe nè mà. Đó, chiếc xe mô tô chắc trên cao nè mà. Ok, mình lấy chiếc xe mô tô chắc cho mình di chuyển thôi. Ok, đấy thì cái gương miệng này á, thì cái điểm này á, 8.700 điểm á. Ấy là nói chung là anh em thu nhập được điểm á, là anh em kiểu như giết địch hay sao á. Giết địch với lại anh em nước đồ đặt keo này kia rồi đấy. Đó, nó sẽ cộng điểm cho anh em. Và đó anh em đủ điểm anh em sẽ vô cái trụ đó nhưng mà đó anh em đủ 2.000 điểm là anh em vô trọng anh em mua được đồ anh em ơi, trong đó có rất là nhiều súng á mà, như là sờ ca rồi 1.04 nói chung là đủ thứ súng hết trơn đấy, anh em có thể vô trọng mua thôi. Đấy, nói chung là sự kiện này mới ra hôm qua thôi mà, mới ra trưa hôm qua thôi. Đấy, 11 giờ hôm qua là Gana ra sự kiện này mình livestream anh em mà, anh em đâu có biết không biết đâu ra sự kiện luôn anh em ơi. Trời ơi trời, ôi Gana ra sự kiện mà không có thông báo mình không biết gì luôn mà. Ui trời ơi cháu đây bắn hai đao anh em ơi, bắn hai báo rồi anh em à. Ui trời ơi, anh niên kia bật cái kỹ năng nhân vật, có cái khi cái này bắn có hai máu đây thôi chứ sao giết được. Ui đâu hết rồi, ui đâu hết rồi anh em. Ôi trời ơi, đồng đội mình giết hết luôn, đẳng cấp đấy nha. Ui ghê, đồng đội mình giết luôn anh mà. Ui 11 kêu rồi anh em ơi. Đây, trời quả đồng đội mình làm hết anh em à. Mấy anh em kia dí mình quá. Đây. Cái điều tuyệt vời nhất là sự kiện mới này tự nhiên nó có cái phi thuyền anh em à. Ôi trời, ôi đảo cực kỳ luôn anh em thấy nó bay không? Ui trời, đã cực kỳ anh em à. Ui bay cao lắm anh em. Ôi, nhiều mình cũng cầm lấy cũng lên được cái khẩu súng nó bắn xuống á nha mà. Bắn xuống hình như khẩu súng này như bắn được có 10 đam, 20 đam thì thôi anh em ơi, không có được nhiều máu nha mà. Ấy nhưng mà bắn hình như nó ghim tâm anh em mà. Đó, nhưng mà cái này cái bay tốc độ rất là nhanh anh em, 160 mấy km/h, còn nhanh hơn chiếc Lamborghini nha mà, nhanh hơn cực kỳ nhiều luôn. Trời ơi, trời ơi, kiểu này mấy thằng trên nóc gặp đây khen chết. Đây, có địch cứu cho anh em xem nè. Nhưng mà có một cái đáp dù xuống bị delay anh em, đáp xuống ga bị delay. Đó, bị delay nha mà. Ôi trời, hai chiếc ui trống đấy. Ok, nó bọn mình mà chưa nè. Ok, kéo đáp nè. Bởi đâu ui trống đấy. What the hell, trống cực kỳ đó mà. Ok, mình giết này luôn anh em ơi. Mình sẽ công cái thằng bên đây luôn. Ui, đồng đội mình chết rồi. Bên kia có địch đông thế. Ui thằng chịu nhà nữa mà. Ui trời ơi, có chịu chưa? Đây chị nhà, ui nó chặn lại luôn rồi. Rồi, nó cứu được mày, cứu mày. Ok, để mình phóng lụa ra anh em ơi. Chết luôn này. Cứu nè. Ok, công luôn cái thằng trên nhà kệ nó. Bây giờ mình vừa bắn mình vừa canh cái thằng trên nhà nha anh em ơi. Đấy, cẩn thận cái thằng trên nhà nó bắn xuống đấy. Ok, vừa bắn vừa ấm sát keo. Ok, nóc anh em ơi. Đấy, ogon lên liền. Đó, thằng trên nhà để mình đợi xuống bắn luôn anh em ạ. Ui trời, xuống đây. Ui nó vẫn còn thủ trên nhà căng lắm anh em. Ui ngoài bo rồi. Bây giờ hình như có vi thuyền mình vẫn còn vi thuyền anh em ạ. Ui vi thuyền mình vẫn còn chưa nổ hay sao ấy. Ok. Ui mà công nhận cái vi thuyền đó anh em bay cực kỳ nhanh nha, cực kỳ cao luôn, nhưng mà khi anh em đáp xuống nó bị delay đó mà. Ui nhưng mà cái vi thuyền nhìn ảo thật sự, đã thật sự anh em ạ. Anh em thử anh em leo lên chơi, anh em chạy bay với anh em ấy, nhưng mà hơi khó bay một tí. Ui chị nhảy ok lên. Ui chạy đâu? Ok mình sẽ ke nè, chạy ra chắc chắn nó chạy ra luôn. Ok. Ui nó còn 1.04 nữa mà, quả là mình bắn hai viên không chết là nó vả 1.04 mình chết luôn anh em ơi, cực kỳ căng đấy. Ấy đây Khang vẫn giữ cái gương miệng. Khi mà anh em giữ được cái gương miệng này cho tới cuối bo á, là một hồi tới cuối bo nó sẽ có một cái trụ anh em ơi, cái trụ UAV riêng của anh em luôn. Ấy nó sẽ quét UAV trong cái vùng cực kỳ to luôn anh em à. Ấy cái trụ nó không thể nào phá vỡ được. Ấy một hồi tới cuối bo thì anh em sẽ biết anh em ơi, anh em bắn làm sao mà giữ được cái gương miệng nha. Nhưng mà cái gương miệng này á, anh em khi mà anh em vừa được cái gương miệng trao lên cái đầu anh em á, là anh em sẽ bị lộ vị trí 8 giây anh em à. Ê trời, người anh em trời ơi, nó bay giống mình kìa, nó bay chá. Ui trời ơi, nó bắn mình anh em ơi. Ui rồi ôi, cái thằng bên phi thuyền kia nó bắn mình anh em à. Ui ok, mình đáp vô xuống. Ê mình đáp qua đây anh em ơi, đáp bên đây để không rồi bị delay thôi, nó không bị bắn mình anh em ơi. Đáp bên đây có gì mình xuống bên đây nó đồng gì làm gì nó bắn mình đó trời. Ui nó bắn phi thuyền mình kìa anh em ơi, mình phá luôn anh em à. Ui chiếc phi thuyền này mình không chạy đâu. Ok bể đầu. Ui trời ơi, nhiều chuyện nè à. Ok té cái đầu luôn. Trời, gương miệng vẫn nằm trên đầu đi Khang anh em à. Kiểu này thôi chứ anh em gặp đi Khang thì né ra một cái anh em ơi. Ôi thấy thằng nào mà đeo gương miệng này anh em cứ né ra đi. Đó, giết được một thằng á, nó sẽ có UAV nó quét trên đầu anh em thấy không. Ấy nói chung là anh em được cái gương miệng này có rất nhiều cái quyền lợi nữa mà. Nói chung là đi Khang cũng chỉ chơi được vài trận thôi, mình cũng hiểu thôi mà. Ok à, cái biết anh em thấy cái tượng trên đầu, cái tượng trên bản đồ cho anh em đó, nó hiện lên kìa, UAV nó quét trên bản đồ kìa. Đó, đó là cái tượng của mình đó.
là mình cuối bo mình được cái miệng là mình được nhiều điểm nhất đó, nhưng mà rất là lợi thế luôn. Ai mà vô cái tượng đó là nó sẽ bị quét, anh ơi, quét như UAV vậy. Ok, bây giờ còn cái năm này cuối thôi, kiếm tay đi khen vô đi khen vã chết hết. Ok đây, ok để mình ở đây. Ui trời ơi, ok lên. Ui từ nó mới hai này bắn nhau. Ok mình phát kêu cái. Ê đâu rồi đây. Ok lên. Ui trời ơi, kịp lúc. Ok gạt luôn đi. Phê quá. Ui đây còn thằng nhảy ra. Nhảy ra là ăn hai viên liền anh em ơi. Ăn hai viên liền đấy, biết gay anh em ơi. Chạy đâu? Trời ơi, dí anh em ơi, dí. Ơ cha, kéo rồi. Ok, chạy đâu em ơi? Ui trời ơi. Đâu rồi. Trên đầu mình anh em ơi. Ui. Ôi cái có chiếc phi thuyền ở đây đấy anh em à. Chiếc phi thuyền này công nhận mình thấy mình chạy khá là thích anh em ạ. Đấy cực kỳ thích. Ê đi em ơi, ui đâu ra vậy đi ơi. Ok, chết luôn, mình giết luôn anh em ạ. Hay quá. Ok, còn có ba thằng cuối anh em ơi. Ấy UAV bên mình quét bên kia, em biết không? Đã quét được một bạn trên bản đồ rồi. Ấy có thằng đáp dù ta. Mày đáp dù xuống đây lút đồ nè. Ui trời ơi, gặp cái đường biển của DK cầm thêm 1.872, 200 bắn cái này thôi, sướng quá nhưng mà. Ấy có thằng đáp dù nữa kìa. Ok, phát kèo ra. Mình biết nó đâu nhưng mà trên đầu mình là đó. Thấy không? Đây rồi. Cho mẹ hai gì. Ôi trời ơi. Ui nó bắn đầu thế. Đồng đội mình giết luôn anh em ơi. Hay quá. Đấy, kiểu như mình giống như mình cover cho đồng đội mình anh em ạ. Đấy 17 kill rồi. Thôi bây giờ còn thằng cuối bên kia đâu, mình qua mình xử lý luôn anh em. UAV nó quét quá chi là ngon luôn anh em ạ. Nó quét thằng địch nó không có được chạy đâu, chạy nó không có được đường chạy luôn anh em. Bao cuối mà quét ai đây cái trụ của mình không? Đó, mình zoom lên cho anh em thấy đó. Ai cái trụ cuối bo đó anh em ạ. Nói chung mà cuối bo mà có cái trụ UAV quét thì thằng địch không có thằng nào mà trốn thoát được nhưng mà ấy biết vị trí hết trơn luôn. Tại cái trụ nó bự quá cho nên bo thì nó khu nhỏ mà cái trụ nó quét hết trơn cái bo cuối luôn rồi, thứ gì mà chịu nổi nhưng mà. Ok xây xuống anh em ơi. Ok thứ một rồi, bây giờ qua tiếp tục trận thứ hai đây nha anh em ơi. Để tổng kết xem bao nhiêu sát thương, bao nhiêu kill đây anh em ơi. 18 kill, 64 sát thương thôi, trận này không được nhiều sát thương lắm anh em ạ. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đổi súng anh em, đổi skin súng qua khẩu lục bảo nha. Ok, trận kế tiếp mình sẽ cầm 1.7 lục bảo nha anh em ơi. Tăng 2 tốc độ bắn và 1 tốc độ hai đạn nha anh em. Ok, lục bảo bây giờ vô thôi anh em ơi. Khẩu này là bá chủ hồi xưa đó anh em ạ. Ok. Ôi giời, mình vừa đáp dù xuống ngay khu tổ hợp đây anh em ạ. Khu này thật sự là đường bay hơi xa một tí. Đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình nhảy ra khu này anh em ơi, tại nó là dùng xanh để kiếm 1.87 cho nó dễ tí, nhưng mà cũng có vài thằng ở đi theo thôi mà. Cũng có vài thằng ấy bay theo mình nhưng mà nó cũng bay đâu tới đâu. Ấy, mình thì mình bay tới trước đó. Mình có súng mình bắn anh em ạ. Ơi trời ơi, đi đen quá. Ok bây giờ mình sẽ đi kiếm súng thôi. Trời ơi là trời. Ok, đây 1.87 mình thấy rồi anh em ơi. Từ đã. Ấy da cho nó bắn mình. Mày muốn bị đầu hả mày? Muốn mình ui luôn ra. Ok. Ui trời ơi, gì là lia đó hả? Ai trời ơi, khu này lia nhẹ nhàng dữ gì sao. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ lấy 1.87 và mình đi khu khác thôi anh em ạ. Đây ơi, mình mới mua súng săn anh em ơi. Đấy, 1.7 lục bảo để mình thể hiện xem như thế nào. Ok, cái chỗ này từ anh em ơi. Nó đâu rồi. À, không thấy ta. Ui trời, cái khu này mà nó còn thủ được cũng ngộ ta. Khu này mà với anh em thủ cái khu này làm gì cũng biết hết đó mà. Ấy trời, bốn lượng chúng luôn. Tuyệt vời, chạy đâu. Ui khổ, bốn lượng này phóng một phát 40 mấy máu, đau cực kỳ anh em ạ. Cực kỳ đau luôn. Đây rồi. Ui ấy trời, giữ gì sao? Ui trời, nó tách xuống da anh em ơi. Ui trời, nó tách xuống da nó kìa. Ui trời ơi, tách xuống da tùm la luôn anh em ạ. Ảo ba thì chớ, khó chịu cực kỳ anh em ạ. Cực kỳ khó chịu luôn, phải cái tách xuống da anh em ạ. Ok, đấy mình mua thêm đồ đã. Ê, mua chiếc xuống lên xăng để mình xăng tiếp anh em ạ. Ui lục bảo bắn khẩu này mình cảm thấy bắn nó không có lực bằng khẩu hỏa nộ anh mà. Thật sự khẩu này mình cảm thấy nó bắn như nó cầm nó rất là thô anh em ơi, bắn cảm giác nó không có mạnh lắm. Ấy nhưng mà được cái khẩu này xử lý nhanh nên mà khẩu này rất là nhanh. Một viên ô lên đó, phải nhanh nha anh em à. Phải nhanh nha, bắn hai viên anh em, để mà anh em đè ra hai viên rồi anh em bể đầu đấy. Anh em thấy không, cái mũ của mình tét một miếng kìa. Ấy bạn này bắn vô đầu rất là hay anh em à, cho nên cẩn thận một tí. Ok anh em ơi. Ui, mình mới bắn cục viên thôi mà anh niên chạy đó mà, chạy lên nóc nhà đó chứ. Trời ơi là trời, ghén đó nha. Ok, chúng mình anh bên nó nhảy xuống. Ok, ra luôn. Chạy đâu em ơi. Ok, ra công. Ai. Ui trời ơi, nhảy ra cửa sổ bị delay đó mà, không làm được gì hết. Ui trời ơi, đồng đội mình mới cứu mình anh ơi. Đây rồi. Ôi trời ơi trời. Ui, nói chung là cũng phải có chết sống chứ anh em ơi. Đấy, lâu bắn cũng phải có chết anh em. Ui trời ơi, trả thù thành công cái thằng độc cai, thằng đầu thỏ này. Ui lên gương miệng luôn. Ui. Ấy vừa lên gương miệng mất gương miệng rồi anh em ơi. Trời ơi, vừa lên cái gương miệng mất cái gương miệng rồi. Ôi trời ơi cay thế. Ok bây giờ mình lụm đồ anh em ơi. Đấy, ok mình lấy xe mình di chuyển anh em ạ. Lụm đồ hết trơn rồi. Ai dài. Đấy rồi, một tên. Ok, tép xuống ok lên. Ui trời trông đấy, cái thằng cái nóc giết nó anh em ơi. Ui mình kéo được. Ok gạt luôn. Ôi bây giờ mình còn chiếc xe xanh ở đây, có chiếc xe xanh là quá ngon anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe xanh mình di chuyển anh em ơi. Ui cái thằng kia bay phi điện kìa. Ui đông thế. Đông lắm. Ok, mình sẽ đảo vòng cái đã.
Ôi trời, ok, đã một vòng xuống. Ê, đáp xuống, tông, ui trời, chạy đâu. Nguy hiểm thật luôn, ok. Để cho Khang tham gia với cuộc chiến này. Ui, chạy đâu. Ui, dí thằng này luôn, nhưng mà kệ, mấy thằng sau lưng mình dí thằng này. Ghét thằng này chạy đâu, vậy chạy đâu. Ui trời, lục bạo gì, tới tặng gần luôn. Trời ơi, lên gương miệng rồi các bạn. Đó, giết một thằng cái sẽ hồi UAV. Giết một thằng cái sẽ có UAV để quét anh mà. Đó, quá là tiện lợi, quá là tuyệt vời luôn. Đây, thằng này chạy đâu bên trái bên này nhưng mà. Ui trời ơi, không có đường nào thoát nữa chơi em ơi. Đâu rồi, cái đây rồi. Trời, cầm súng nâng cấp không mà sợ. Này thì thế giới ngầm nè, thế giới ngầm xuống luôn. Solo cái lục bạo nè, tét đâu em ơi, chạy qua cứu đi. Ui trời, gắn em ơi. Ui trời, đập cái luôn, ngon lành. Ôi rồi, chiếc huy thiền để đó. Mà hồi ui rồi, chẳng nào mà không bay chiếc huy thiền là không chịu nổi đâu mà. Ôi, nhớ chiếc huy thiền lắm, bay đã cực kỳ lắm. Thật sự bay cái nhanh cực kỳ chứ. Ôi, bay ngon cái chứ anh em ơi. Đây, có chiếc huy thiền rồi, hồi mình sẽ lấy chiếc này mình sẽ chạy anh em ơi. Ok, bây giờ, ui, còn có 17 đăng à. Ôi, quả này bay xuống đâu ta. Để mình bay qua khu cửa sông mày. Mấy khu cửa sông, thì thường có là nhiều địch anh em à. Ôi, bên trái có địch kìa. Đó, từ xuống nhảy xuống sau tấm gươm anh em ơi. Đó, xuống tấm gươm nó bắn mình được anh em à. Ui trời ơi, ăn lộn anh em ơi. Đây rồi. Ui, từ nó bắn đầu đấy. Ui, thanh niên cáo già anh em ơi. Ok thôi. Quả này mình phải công lên anh em à. Chứ bắn tầm xa cái này thôi, bắn hoài thì không được anh em ơi. Mấy bạn này bắn hay lắm anh em. Mấy bạn này kiểu như bắn rồi núp vô núp ra, bắn không trúng anh em à. Mình phải chơi tầm gần thôi. Ok, nó một cái thằng trên cao nè. À, thằng kia nóc rồi, kệ đi. Ok, mình sẽ giết thằng tầm gần trước. Ok, giờ chơi luôn, chơi tầm gần thôi mà. Chơi tầm gần mới giết được thôi, chứ tầm xa cái này thôi nó bắn núp vô không có giết được anh em, khó chịu lắm. Ấy cho nên mình hay đi khen, rất là thích bắn tầm gần là như vậy anh em ơi. Ok, thì sao cảm nhận của mình bắn nãy giờ khẩu lục bảo với lại khẩu hỏa nộ, thì mình thấy khẩu hỏa nộ thì bắn nó sẽ cảm giác mình sẽ bắn nó sẽ nặng hơn, bắn cảm giác nó sướng hơn anh em à. Ấy nó đam nó cao hơn, cảm giác thấy nó lực hơn. Ok, mình vừa bay qua lại tiếp tục quay khu pháo đài anh em ơi. Ấy vẫn có địch. Ấy sai. Ui trời ơi, sao luôn cái địch đó mới. Ok, đặt cái muốn bể đầu đúng không? Muốn bể đầu hồi lũ ra. Đây, ẩu nè, chạy vô. Chết chặt rồi mà, không có đường nào sống được. Ok, chạy vô, bể đầu. Đấy, mới đánh dù mà hổ báo rồi mà. Trời ơi, là trời hổ báo cực kỳ luôn. Ok, đấy, mình sẽ vô, mình sẽ kiếm mấy thằng kia. À, ha, ha, có địch kìa, trước mặt mình nè. Ây, trời ơi, ui, hình như... Ôi không nghe tiếng chân ta, sát bơi luôn. À, đáp dù. Đây rồi, thấy rồi. Trời ơi, té cái đầu chắc luôn anh em ơi. Đó, rồi bay theo cái đà đó là chỉ có là bể cái đầu anh em ơi. Cái đà đáp dù kiểu vậy là chỉ có bể cái đầu anh em ạ. Quá là ngon luôn. Ok, thì nói về cái hành trình leo tớp của mình đấy. Thì hiện tại là khoảng còn có 6 ngày nữa thôi anh em ạ. Ấy, ngày 1 tháng 11 là reset gun anh em ơi. Khoảng 3-4 giờ chiều đấy, reset gun và lẫn với reset điểm thông thạo súng luôn. Thì nói chung là Đê Khang sẽ không có nói chung là hồi lúc anh em thấy mấy mùa trước Đê Khang leo nói chung là vẫn lên top được, nhưng mà sẽ không lên được top 1 anh em à. Thật sự luôn, top 1 á là anh em phải ăn ngủ với nó, anh em leo với đó là anh em mới được anh em à. Ấy chứ anh em kiểu như anh em ăn, anh em ở không á, anh em sáng anh em leo, anh em ăn cơm xong anh em leo, rồi anh em leo tới lúc ăn cơm chiều anh em leo tiếp. Ấy tối anh em leo, anh em không làm gì hết anh em mới lên được top 1 thôi. Đấy, còn mình thì mình vừa làm video và vừa có công việc này kia đó anh em à. Ấy, có công việc này kia nói chung là cũng đâu có rảnh được đâu anh em, cho nên là leo thì cũng lên được top, nhưng mà hứa hẹn với anh em là không lên được top cao anh em. Ấy, vẫn lên được top nhưng mà không lên được top cao lắm anh em à. Ui trời ơi, tét cái mỏ hết 19 kill anh em à. Ấy, chuẩn bị qua mùa sau rồi. Ấy, Đê Khang sẽ chăm chỉ hơn và sẽ tiếp tục leo cái hành trình leo top 187 mình tiếp anh em à. Ui khủng long xanh, ui hai viên châu đây. Ui trời ơi, bắn gì mà không chịu đam ta. Ui, nó còn đồng đội ở sau lưng nữa, khó chịu thế. Ui, đồng đội mình nóc luôn. Ui, trời ơi, không lẽ chấm dứt tại đây sao? Đê Khang ơi, ba tháng nó chạy luôn vậy. Ok, bắn lại gì? Ui, nó trâu quá nữa mà. Ui, còn mấy thằng ngoài xa nó cover qua nó. Ui, gần Goya ít anh em à. Ui, trời ơi. Ok, sẵn đủ anh em câu hỏi kim cương luôn. Nói chung là tặng KC cho anh em tiếp. Chẳng ai Đê Khang được bao nhiêu sát thương nha anh em. Ok, anh em nhớ comment ở dưới và thêm cái lời chúc nha anh em ơi. Đấy, năm bạn đấu đúng nhanh nhất và đúng nhất sẽ nhận được 220 KC nha. Đấy, nói chung mình ở event đó của Đê Khang là không thể nào mà dễ hơn được nữa, mà Đê Khang tạo ra event rất là dễ cho anh em chơi luôn mà. Ok, anh em nhớ cho Đê Khang một like, đừng quên cho Đê Khang một đăng ký kênh, ủng hộ Đê Khang nhiều để mình có thêm cái động lực đấy và có thêm cái điều kiện để mình làm event cho anh em nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn em rất nhiều anh em ơi. Ok, thì nói về kinh nghiệm leo top ấy, thì mùa sau Đê Khang sẽ chăm chỉ hơn và sẽ leo trên livestream đi anh em ạ. Đây Đê Khang sẽ leo trên TikTok. Đấy, TikTok Đê Khang tên là WGD Khang anh em. Mình sẽ livestream cho đó mà mình sẽ leo cái hành trình leo top súng 187 của mình. Đấy, mình sẽ leo trực tiếp cho anh em luôn. Đấy, mình sẽ leo trực tiếp cho nó uy tín luôn anh em à.
Ok, đây, sai. Mình sẽ đi solo squad, mình leo nha anh em. Trận này mình sẽ bắn 1-7 thế giới ngầm nha anh em à. Đấy, ok. Ui rồi, hai niên cứu. Thế giới ngầm thì tăng 2 tốc bắn và 1 tốc độ 2 đạn và giảm độ chính xác nha anh em. Ui, hình như khẩu này giảm dạ, nói chung là tăng chỉ số tăng giống khẩu lục bảo, nhưng mà giảm thì khẩu lục bảo giảm tốc độ di chuyển, khẩu này giảm độ chính xác anh em à. Nhưng mà mình cảm thấy khẩu này bắn ngon khẩu lục bảo nha. Khẩu này bắn nhanh hơn khẩu lục bảo. Ấy, hoặc bắn ngon hơn anh em à. Đấy, cảm giác bắn nó dính hơn. À, tuy nó giảm độ chính xác nhưng mà cảm giác bắn nó dính hơn khẩu lục bảo anh em ơi. Ok, tiếp tục thôi. Ấy, nói chung 187 những khẩu nào mà dài thì bắn nó mới đã anh em ơi. Ấy, còn khẩu nào mà ngắn ngắn như khẩu lục bảo thì cảm giác bắn nó không có được lực lắm anh em, cảm giác bắn nó cứ thô thô cái gì đấy. Ok, chúng mình có định à. Ui trời ơi, ui trời ơi, bắn gì mà. Ui giờ thầy Thiên Khang kiếm đâu ra cái bài mà bắn phun đỏ không người ta. Ôi thầy Thiên Khang, ai lên trên xe đúp à. Trời ơi trời. Hay là anh Niên này ấn lộn lên xe anh em ơi. Ấn lộn nút lên xe. Trời ơi trời, anh Niên này xui thế, nhỏ thế. Còn gặp đây Khang đó chứ. Ok, có xe để chạy luôn. Quê vừa giết được địch mà vừa có xe chạy thế này rồi. Còn gì bằng anh em. Quá tuyệt vời luôn, không có gì mà tuyệt vời hơn cả. Ok, bây giờ mình phá. Ê, cái dùng động cái địch ra. Ui 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 ui, nãy hồi nãy nó không xuất hiện mà tới mình đi rồi nó mới xuất hiện. Thằng này dám giết đồng đội đâu mày. Dám giết đồng đội đi Khang rồi. Giết đầu anh em phải vô giáp, mà giết thứ hai là anh em phải vô đầu nha. Nên giết thứ hai phải bắn trúng vô đầu mới được nha. Giết viên thứ hai mà anh em full giáp không bắn không bao giờ chết, hai viên được thằng địch anh em à. Ok, ơi trên đây còn địch thế nào, trên đây còn địch thế nào. Ui nó phóng thân xuống anh em. Ui ghét mấy thằng trên kia phóng xuống đấy, cực kỳ khó chịu luôn anh em à. Ui trời ơi, ok mình sẽ giờ cứu đồng đội một cái, mình sẽ ke mấy thằng trên nóc anh em ơi. Ui hình như map trên đây như cái chỗ cái phi thuyền hình như hơi xa một tí, nhưng mà phi thuyền hình như sau lưng mình hơi xa một tí. Đấy, mình thì mình đủ điểm đi phi thuyền rồi, hình như 3 điểm mình như đủ đi phi thuyền rồi, 3 hay 4 điểm đi đấy mà. Ok, xé cái đầu luôn. Ui rồi anh em giết càng nhiều kill thì anh em càng được nhiều điểm anh em à. Ui em thấy không anh em, trận nào trên đây Thiên Khang cũng chưa cướp được cái gương miệng nữa mà, không có ai cướp được gương miệng của Thiên Khang cả. Ôi trên đây có địch. Ui thằng này có 2 thằng trên đó mà 1 thằng mình giết rồi, nhưng mà nó mới nhảy xuống mình mà kéo được bể đầu đấy anh em. Ấy còn thằng trên đây nữa. Còn thằng trên đây khó chịu thế. Thôi bây giờ mình chắc mình lui về thôi, nó bắn mình đau quá nhưng mà nó cầm theo cái con cây gót nó phá cái giáp mình nữa chứ. Mất tiêu cái giáp 3 rồi. Cực kỳ cay cú luôn. Rồi, mất tiêu cái giáp 3 rồi. Rồi. Thì nói về hành trình leo top á thì mùa sau mình sẽ leo leo 187 lại nghiêm túc anh em ơi. Leo thật sự anh em, mình sẽ leo cực kỳ, mình sẽ cày cút thật là nhiều luôn anh em ạ. Ấy nói chung là mình sẽ leo trong cái livestream của mình. Ấy vợ anh em nhớ theo dõi cái TikTok của Đê Khang nha, WGD Khang anh em ạ. Ấy mình nói chung là nhiều bạn anh em ạ. Nhiều bạn theo dõi TikTok của Đê Khang không biết Đê Khang làm YouTube, và nhiều bạn theo dõi YouTube của Đê Khang không biết Đê Khang làm TikTok anh em ạ. Trời ơi buồn thế. Đê Khang nói chung là Đê Khang thì làm tất cả trên nền tảng. Ấy Facebook nè, ấy TikTok nè, ấy và YouTube nè, Đê Khang đều làm hết. Ấy banh bay thì Đê Khang có cái banh bay trúng tên ở WGD Khang luôn. Ấy có hiện tại có 7.002 người theo dõi nữa mà. Ấy và Đê Khang sẽ đăng những đoạn highlight trên banh bay đấy nha. Ok, đây nè. Ok, chết luôn. Ui nói chung mà nói về 187 thế giới ngầm thì anh em khỏi phải bàn rồi, nhưng mà cực kỳ là sướng luôn anh em. Ui ok, 8 kêu rồi. Thì anh em trông chờ hổm gài mình có thấy mình livestream mình thấy có rất là nhiều bạn comment ấy trông chờ mình và anh Đạt G, nhưng mà anh em cũng biết WG Đạt G TikTok hay đã lại bắt gấu đúng không. Ui cái gì đây, bắn ung một phát chết luôn anh ơi. Để mình xử lý mấy này cái anh em ơi, để chú ông nào. Ok bắn. Ui rồi ôi lên ui rồi vừa chết bằng bật ôi luôn. Ui mình bắn cho này toàn đầu xuống tay quá anh em ơi. Đây chú ông có tình nào. Ok gài đạn bắn. Ui sai chạy đâu em ơi. Ấy mặc trộm đồ chưa chắc anh em, tại sau lưng có hàng đấy, mình nghe tiếng chân sau lưng cho nên mình bật chọn Uno lên để cho nó bắn mình hụt anh em à. Đấy để cho nó bắn trúng chọn Uno mình anh em ơi. Đấy mình vừa bắn được bạn nữ trước mặt mà mình né được đạn luôn, mà mình chết rồi. Ok bắt đầu liều luôn anh em ơi. Ai rồi 13 kill nhẹ nhàng, phải nhanh gọn lẹ như vậy anh em ơi. Cầm 187 thế giới ngầm phải nhanh gọn lẹ nha. Ok ấy thì WG Đạt G cũng trên TikTok anh em à. Ấy anh em anh Đạt G chỉ làm TikTok thôi, 700 mấy nghìn người follow anh em à. Ấy thì ổng hay đá chim bắt gấu với lại anh nào BC đấy. Ấy chắc anh em cũng biết mà đúng không. Ấy thì ổng đang đi nghĩa vụ về nhưng mà, và khi nào ổng về thì mình sẽ kết hợp với ổng anh em ơi, và đi bắn ai là chịu vua bắn gấu và đi đá chim chung ổng, đá chim bắn gấu chung với ổng nha anh em à. Ấy anh em cùng đón xem nha, cùng đón chờ cái bơm tấn nha anh em à. Ấy mình lâu rồi chưa vô ai là chịu vua của bắn gấu, khi nào anh Đạt G về mình sẽ xin vô ai là chịu vua của bắn gấu mình sẽ chơi nha anh em ơi. Ấy nói chung là ai là chịu phú thì nó hơi khó một tí, bắn hơi căng một tí, cho nên thì lâu lâu mình mới vô mình bắn cho anh em xem anh em à. Ấy thằng hai tên gì, ơi chở nhau đi dạo à. Ơi hai bạn nữ anh em à. Ôi trời hai bạn nữ anh em ơi. Ôi, xin lỗi hai bạn nha, mình không cố ý đâu mà mình cố tình thôi. Ê, xin lỗi cái tình em ơi. Ê, muốn bể đầu đúng không, muốn bể đầu hả? Lúc ra bể đầu, lúc ra cho để bể đầu luôn. Rồi, bể đầu. Ok, tuyệt vời. 15 kêu anh em ơi, lên xe em ơi. Còn có 9 thằng thôi. Trời, giỡn hoài anh em à.
quay hai bạn kia đi giả ngoại đi chiêu thôi mà chạy xe chiêu mà gặp Đê Khang thì chết luôn rồi. Đây không thể bỏ lỡ được chiếc Vi Thiền này mà. Đó đã quá. Ok ơi, khoan anh em hãy nhớ, hình như cái khu cửa sông nó có cái tháp cao, anh em nhớ không? Anh em nhớ cái khu cửa sông nó có cái tháp cao không? Rồi, có thịt ở bên dưới luôn. À, có thằng mới lấy được cái gương miệng đó mà. Mình mới thấy hiện cái trên bản đồ khu cửa sông. Rồi, Đê Khang xuống, Đê Khang cướp cái gương miệng đó luôn. Anh em thấy bay hôm nay, tốc độ bay là 160 mấy, 170 mấy km/h nữa mà. Cực kỳ nhanh luôn, chiếc Lamborghini hình như có 130 mấy, 140 mấy hay sao à. Mà chiếc này bay nhanh hơn biết nhiêu lần anh em à. Rồi, cái tháp trên cao thì có thịt hay không? Mình mong là sẽ có thịt, mình sẽ lên mình giết luôn anh em ơi. Mình sẽ test. Có thịt rồi. Xong mày rồi. Tao cái thằng leo trên nóc thở gà. Úi trời ơi. Ui vừa lòng Đê Khang quá nè mà. Ui ơi, đã quá, sướng quá, cực kỳ là vừa ý luôn, cực kỳ là hài lòng luôn. Ấy chà mệt. Trời ơi là trời, có còn đặt mềm nữa chứ, cực kỳ khó chịu đó nha. À mình dưới cái thịt nè, đây cái thằng gương miệng anh em ơi. Cái thằng gương miệng chắc luôn mà. Đấy mình sẽ kè nữa nè. Ôi trời ơi trời. Ôi giết được cái thằng trên nóc bằng cái chiếc Vi Thiền này tuyệt quá nhưng mà bây giờ mấy bạn trên nóc đừng có hồng mà chơi Đê Khang nữa nha. Ôi trời ơi, cầm được chiếc Vi Thiền thì mấy bạn thì chịu khó đi, mấy bạn trên nóc chạy xuống hết đi. Lên trên nóc mà gặp Đê Khang chạy chiếc Vi Thiền rồi thôi chứ. Tình lên chiếc Vi Thiền rồi mà bơm máu cái. Ui giời, lên đây bơm máu cho nó an toàn cho mày bo thu quá chứ. Ui bo xa thế mà mình chưa giết hết kêu nữa mà. Lên Vi Thiền em ơi, Đấy trời. Ôi đâu rồi, cái thằng này đâu? Ok mình sẽ dò nó mày. Ôi trận này nói chung là video này mình vừa test sự kiện mới và mình vừa leo top cho anh em xem luôn. Và vừa bắn bộ 3 skin 1.7 tăng 2 tốc bắn luôn nhưng mà. Nói chung là không, trên clip này không không có phải là kỹ năng nghiêm túc nhưng mà vừa bắn vừa tấu hài vừa test sự kiện. Đây. Ủa đồng đội mình bắn ở đâu vậy? Đây nói chung là để coi đồng đội mình bắn ở đâu cái anh em ơi. Thấy à chú Hoàng mình nè. Ôi trời ơi, đáp xuống luôn. Chơi luôn. Dặn quay. Chết luôn anh em ơi, cái đây. Ui trời ơi, đứng gì sao? Mình bắn cái chín máu anh em à. Mình bắn đúng cái chín máu, mình ké đồng đội mình luôn anh em. Trời ơi, hại cực kỳ luôn. Ê, UAV quét còn một thằng trên kia anh em ơi. Thôi, thằng này nó bay trên nóc nữa à. Ui, bây giờ trên nóc mình không thể nào mình leo lên được anh em ơi. Tại vì bây giờ mình leo trên nóc á, là mà hồi mình sẽ nhảy xuống, mình sẽ giật máu nhưng mà mình sẽ bo đốt mình chết đấy. Hình như cái thằng này nó đáp xuống hay sao rồi, hình như thằng này nhảy xuống hay sao rồi anh em ơi. Ấy mình sẽ cầm chiếc Vi Thiền rồi mình sẽ nhảy với nó tiếp, nhảy với nó tiếp. Ấy giờ đây, ui rồi chúng hai viên kìa, không chết kìa. Ui bắn thường anh em ơi. Ui rồi chạy luôn rồi. Ok mình sẽ bay lên lại mình sẽ chạy cứu chiếc Vi Thiền này ra đấy. Ui kẹt rồi. Ok ga đi ra. Ui rồi đâu rồi ta, mình nhìn nó cái đã nữa mà. Đây à, thấy rồi. Ui giời ơi. Ôi ôi là sao vậy em? Ôi mình đáp tự nhiên mình nhảy xuống cái từ chiếc queo luôn nè bà. Ôi trời ơi, bị lỗi rồi hay là mình bị cái Vi Thiền nó đè mình anh em? Nó đè mình ta. Ui trời ơi, quả này em ơi, cứu anh em ơi. Ôi bất ổn quá. Ok nhưng mà mình được cứu rồi. Ôi ơi, cầm cổ đâm xô đến nay thôi chứ sao chơi lại với người anh em. Ui vừa đáp vô xuống còn bị bắn bể cái đầu quá chứ. Ôi ơi. Khổ rồi anh em ơi, sống khổ rồi. M1857 súng 3 chip rồi, M1857 bơm keo. Ôi ơi, phụ kiện 3 của ta đâu mất rồi. Lên voi xuống chó trong vòng 1 giây anh em ơi. Ôi ơi, do chiếc Vi Thiền của ông kiếp anh em ơi. Ok, không sao. Anh em xem Đê Khang nè, đây có thằng này anh em ơi. Anh em xem cái sự cáo dạng của mình này, chứ còn cái thằng này anh em ơi. Đây, ám sát là giết cái này dao, giết cái này dao, ok. Ui trời ơi, dao luôn, ngon lành. Gác, ui trời, ui độ nhiều thế. Ui thằng này cầm UMP nữa mà. Ui tưởng đâu thanh niên này cầm 104, cầm sừng cân chứ. Nhưng mà không sao, có đồ là ngon rồi, sửa cái giáp cái đã. Trời ơi, rồi đẩy xuống, đẩy vô đây, chấp hết. Xuống đây, solo nè, UMP nè anh em ơi. Vô đây, ui trời, UMP bắn phải vô đầu nha, solo phải vô đầu nha. Solo không bạn ơi, đây nè, solo cái tâm, kéo tâm là phải vô đầu. Ok solo có thịt đó, ok là có keo, mời gạt lấy, ok là keo. Ê sao đổ xuống cái đã. Ê khoan, nó không xuống anh em ơi. Ok chơi nó luôn anh em à. Ấy ok lên. Ê trời hay quá em ơi. Ôi trời, đồng đội mình tới rồi. Đồng đội tao tới rồi mày ơi. Giận hoài. Ok chơi luôn anh em ơi. 12 mới kêu rồi, ngon thấy. Ê rồi 104 đây rồi. Vẫn không có 187 anh em ơi. Kệ. Bây giờ bô cuối rồi. Bây giờ bí quá rồi anh em ơi. Phải cầm 108104 luôn. Ấy có 187 mình sẽ đổi 187. Không có 1187 thì mình sẽ cầm 104 bắn luôn anh em à. Ôi trời ơi, hên quá. Mình sống được là quá ngon anh em ơi. Đáp dù xuống mà lụm được mấy kêu này giao luôn rồi anh em ơi. Quá giàu. Đây, ra đây. Chạy đâu cái thằng này, đưa cái gương miệng cho Đê Khang.
đưa cái gương miệng cho Tây Khang bé ơi. Trời ơi, ní ra là ní. Đưa cái gương miệng cho Tây Khang nè, đưa gương miệng cho Tây Khang. Trời ơi, trời, bộ cuối mình cũng phải giữ được cái gương miệng mới được anh em à. Ui, chiếc vi thường, chiếc vi thiền nó trôi mình nè. Trời ơi, nó đè mình chết luôn anh em à. Tây Khang hồi nãy nhây quá, ui, chết luôn. Ấy, ấy, sau lưng, hai sau lưng còn thằng cuối của mình. Ui, ui, bể đầu, ui trời ơi, quyếu dùm liền. Ôi, trời ơi, thằng này còn nhây nha. Thằng này được, trời mình bắn nó thế, mình vẫn còn đủ quá, nó bắn mình được hay anh em à. Anh niên này cừ đấy, anh niên này nhây đấy, được, đánh giá cao mười bạn, ok, mình sẽ xuống mình kiếm bạn luôn. Bạn cứ đợi đây, bạn yên tâm, trong tôi không có để bỏ qua cho bạn đâu. Ok, thằng cuối mình phải nào, ok, mình sẽ ra mình lụm nó luôn anh em ơi, luôn quẹt luôn, ra luôn, ok, phải mở đó, ok, hay gì, bay màu quá nhanh con lẹ anh em ơi, ok, tuyệt quá. Ai trời ơi, video của mình chắc ở đây kết thúc rồi. Ấy anh em nhớ cho Khang cho một like và đừng quên cho Khang đăng ký kênh ủng hộ video mình. Ai ủng hộ cái hành trình leo top của mình và ủng hộ hành trình leo top với Khang chuẩn bị qua mùa sau rồi anh em ơi. Chuẩn bị ủng hộ đi Khang nha. Cảm ơn em rất nhiều anh em ơi. Ok, 23 kill. Ui, trận này hai đằng xưa đó mà chứ quy tiền nó cho mình đây. Ai giống như video này mình không phải mình leo top nữa mà video này mình test sự kiện mới vậy đó mà. Trời ơi, trời quải thiệt chứ. Ok, 1/7 thế ngầm lục bảo và hỏa nổ đi Khang đã làm xong rồi. Ấy ba skin đều tăng tốc độ bắn. Ấy thì không biết theo anh em á thì skin nào anh em thích skin nào. Còn mình á thì mình thích nhất trong ba con này là mình thích khẩu thế với ngầm nhất nha anh em. Ấy thế với ngầm là mình thích nhất. Ok, tạm biệt những người anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ bên tràn sức khỏe với gia đình và người thân anh em ơi. Bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở clip sau nha. Mãi yêu anh em nha.